Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước CBIT Bobset 110/2022. Nét căng hiện đại, giá đại bèo chính thức ra mắt. Sở Chí Minh thiết kế cực kỳ ấn tượng, đi cùng với động cơ tiết kiệm xăng. Mức giá bán của cái chiếc CBIT Bobset 110/2022 chỉ bằng 1/3 so với phiên bản Super Cup C125. Cái chiếc Bobset 125 có lẽ là một cái dòng xe số không còn là lắm với người tiêu dùng, vì đây là một phiên bản mô phỏng hoàn hảo của cái dòng Honda Super Cup C125 mà hãng CBIT đã mang tới thị trường với một mức giá rẻ hơn. Tuy nhiên mới đây, nhãn xích ở bên Thái Lan đang gây sốc thị trường khi tung ra một phiên bản là Bobset 110/2022, một phiên bản động cơ thấp hơn, đương nhiên mức giá cực kỳ rẻ. Vẫn mang trên mình một phong cách đặc trưng của dòng Bobset. Cái chiếc Bobset 110 sống trên mình động cơ xăng đơn, dung tích chỉ có 110cc, phun xăng tử VZE. Cái có động cơ này thiết kế chế biệt đáp ứng được cái tiêu chuẩn là Euro 4, vừa đủ để di chuyển linh hoạt trong cái đường phố đông đúc. Mang tới một ngôn ngữ thiết kế nhỏ gọn đặc trưng, cái chiếc Bobset 110/2022 sử dụng trên mình cái vành đúc với kích thước 7 inch, toàn cái khung sườn, toàn cái bộ khung cùng với cái bánh được làm từ hợp kim nhôm nên tạo chiếc xe được cái sự nhẹ nhàng, kết hợp cùng với động cơ mã mang tính những cái phút giây di chuyển linh hoạt cho người sử dụng. Cái chiếc CBIT Bobset 110/2022 được trang bị một cái đèn pha như một cái mặt nạ ở phía trước, trong khi cái đèn xi nhan trước được đưa lên cái phần tay lái. Tất cả đều ứng dụng công nghệ LED giúp đảm bảo cái độ sáng, đi cùng tăng cường cái sự bền bỉ, tiết kiệm năng lượng. Chiếc xe được trang bị đồng hồ Anoch với cái giao diện đơn giản, dễ dàng quan sát. Xe còn được trang bị phanh đĩa trước, phanh tăng trống phía sau. Trong khi hệ thống cái giảm sóc trước là phục dầu, thì phía sau cũng là cái giảm chấn lực, có được điều chỉnh nhiều cấp độ. Xe ứng dụng thiết kế cái ghế lái tách đôi, phân biệt giữa người lái và người sau. Đặc biệt nó có một cái tông màu nâu da rất là sang chảnh. Sẽ có 5 màu sắc cho người ở dùng lựa chọn và cách phối màu rất là trẻ trung, nịnh mắt. Cái vành cũng được sơn theo cái gam màu nó bật, giúp làm tăng thêm cái tính độc đáo cho cái sản phẩm mới này. Về mức giá bán của chiếc CBIT Bobset 110/2022 được ấn định thị trường bên Thái ra về khoảng là 30.500 bạc Thái, tương đương là cũng gần là 27 triệu Việt Nam đồng nếu đổi ra tiền Việt Nam hiện tại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, subscribe.